Okay. Hi everybody. So today I will show you how to become a bestseller. Nói tiếng Anh chút cho nó vui thôi, nó tạo không khí mới thôi. Hôm nay thì tôi sẽ nói với các bạn tiếp để làm thế nào để các bạn sẽ trở thành một bestseller. Một bestseller và một king of sale, một người bán hàng cực giỏi, một người bán hàng chuyên nghiệp thì sẽ cần những cái tố chất gì? Bài học này sẽ nói về những tố chất ở bên trong của một chân dung một người bán hàng. Thì hai cái video trước đó là tôi đã nói về ngoại hình, nói về bộ công cụ. Thì video này tôi sẽ nói về các cái tố chất cần thiết hiện đại cho một cái người có thể trở thành một cái người bán hàng rất xuất sắc trong tương lai. Và nó sẽ gồm 20 cái tố chất như vậy. Tôi đã chắt lọc, tôi đã tìm hiểu, tôi đã đọc gần 100 cuốn sách về bán hàng bằng tiếng Việt lẫn cả tiếng Anh. Và với trải nghiệm của bản thân thì tôi đã đưa ra những cái tố chất này cho các anh chị. Và các anh chị hãy lắng nghe nó, theo dõi nó và xem là mình thiếu cái gì, mình đủ cái gì và mình có khả năng cải thiện nó như thế nào. Được chưa ạ? Vâng. Thế thì về mặt tố chất, tức là về mặt bên trong đấy, thì một cái người mà gọi là king of sale, người ta sẽ cần những cái tố chất gì? Thứ nhất, tôi cho rằng đó là phải sự chân thành và có đạo đức kinh doanh. Cái sự chân thành và có đạo đức kinh doanh nó rất quan trọng trong cái bối cảnh hiện đại ngày nay. Khi mà cái sự kết nối nó rất là rộng rãi ở trên mạng xã hội. Nếu bạn không chân thành, nếu bạn gian dối thì rất có thể bạn lừa được 1-2 khách hàng. Thậm chí bạn lừa được hàng nghìn khách hàng trong hàng chục năm. Đấy, như là một cái thương hiệu bán siêu gần đây, có đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng là rồi cái kim trong bọc nó cũng lòi ra. Và lúc đấy bạn mất tất cả. Mặc dù bạn đã có một cuộc đời vẻ vang, bạn đã có rất nhiều tiền rồi, nhưng ở cái thời điểm bạn đã đỉnh cao sự nghiệp, bạn bị xã hội chửi rủa vì sự lừa dối của mình. Đấy là tôi nói, đấy là còn lừa được nhé. Còn không lừa được thì có mà vừa mới làm được vài tháng, 1-2 năm này nó đã kiện, nó đã chửi lên rồi ấy. Thì tôi cho rằng cái yếu tố chân thành và có đạo đức là rất quan trọng. Chân thành ở đây là gì? Cái gì thật mình sẽ nói là thật, cái gì không thật mình sẽ nói là không thật, đúng không ạ? Có đạo đức tức là mình luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên. Mình luôn luôn suy nghĩ là khách hàng cần gì, khách hàng muốn gì và mình có thể đem những cái gì cho khách hàng. Giống như tôi chuẩn bị một cái bài giảng cho các anh chị, tôi mất rất nhiều thời gian. Tôi mất cả một tháng trời đọc hàng trăm cuốn sách, đúng không ạ? Rồi suy tư, rồi tạo ra slide, rồi thì sơ đồ cây, rồi thảo luận với các chuyên gia. Rồi tôi phải đi học những cái người giỏi nhất, những cái người bán hàng giỏi nhất. Thí dụ như là anh bạn tôi, đúng không ạ? Bạn tôi là anh ấy làm cám, anh ấy sản xuất cám. Công ty của anh ấy là doanh số là 2.000 tỷ một năm. Cho nên là gì ạ? Cái đội sale của anh ấy cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng phải đến, chúng tôi học hỏi, lắng nghe. Mặc dù là mình cũng đã có những kinh nghiệm nhất định, nhưng mà học không bao giờ là thừa. Học không bao giờ là thừa. Đó. Chân thành, đúng không ạ? Mình chân thành là hãy chia sẻ, hãy truyền đạt cho những kiến thức đó. Thế rồi một cái anh bạn của tôi cũng là giám đốc một công ty chuyên sản xuất sơn, doanh số của anh ấy cũng khoảng 70-80 tỷ một tháng, tức là cũng khoảng độ 800 tỷ một năm, cũng rất là nhiều đấy. Anh ấy bán hàng như thế nào, anh ấy xây dựng đội ngũ như nào, anh ấy đã hình thành nên công ty mười mấy năm nay như thế nào. Mình đến mình cũng học hỏi được rất nhiều, và cái sự học hỏi của mình cũng rất chân thành. Thì tôi cho rằng một cái người làm sale, một người làm bán hàng, sự chân thành rất quan trọng, được ưu tiên là số 1. Có đạo đức, đúng không ạ? Sống có đạo đức. Thì đó là cái yếu tố tôi nghĩ rằng là đầu tiên chúng ta cần quan tâm. Thứ hai, đó là chúng ta phải có cái sự tin cậy. Sự tin cậy ở đây tức là người ta muốn làm việc với chúng ta, chúng ta uy tín, đúng không ạ? Chúng ta nói ra một lời là chúng ta giữ lời, chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúng ta hẹn trả tiền là chúng ta hẹn trả tiền. Chúng ta hẹn gặp lại là chúng ta hẹn gặp lại. Ngày giờ chúng ta hẹn rất chuẩn xác. Chúng ta đúng hẹn với khách hàng trong từng giây từng phút. Đó, chúng ta vay tiền chúng ta phải trả tiền đúng hạn. Hay là chúng ta nói với khách hàng là tiền, ví dụ như là hôm nọ khách hàng của tôi là người ta đến người ta quẹt thẻ. Thế quẹt lần đầu thì nó chưa trừ tiền. Thế người ta quẹt lần hai, thế thì nó lại trừ 2 lần tiền. Đó. Thế thì họ cũng không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Thì họ chỉ bảo ok lỗi thì hôm nào trả chị. Đó, thế thì
Tôi sẽ bảo vâng thì chị vui lòng cho em đợi để em sẽ hỏi kế toán là hôm nào có thể trả được chị. Và thưa chị là chị vui lòng đợi em 3 ngày. Đấy, thì đúng 3 ngày đấy là mình phải trả tiền cho khách. Vấn đề không phải là mình không có tiền đúng không? Vấn đề là sự đúng hẹn. Đấy, sự tin cậy là vì thế. Người ta nói là một sự bất tín và vạn sự bất tin. Và cái thương hiệu về siêu vừa rồi là như vậy đúng không ạ? Bây giờ thì tất cả những cái gì nếu ông kinh doanh người ta đều có thể sẽ tẩy chay. Và cái sự đáng tin cậy này nó sẽ giúp cho các bạn rất là dễ dàng, bạn có thể bán nhiều thứ trong cùng một lúc. Bạn đã có lòng tin đối với người bán hàng là tôi thì bạn có thể dễ dàng mua các cái sản phẩm khác của tôi, được chưa ạ? Cái sự tin cậy nó phải thể hiện được thông qua là bạn phải giữ lời. Đấy, bạn phải tôn trọng khách hàng và bạn phải tôn trọng chính mình. Bạn không thể nói hai lời, bạn không thể làm lăng nhăng, bạn không thể gian dối. Ví dụ như sale là hay có cái kiểu gian lận một chút. Ví dụ như là sale thì thường không bị kiểm tra về thời gian đúng không? Em cứ đến công ty điểm danh cái, xong đó là em đi gặp khách hàng. Thế là cứ đi chơi cũng chẳng có khách hàng nào. Xong viết báo cáo cũng viết báo cáo không đúng. Thậm chí là gặp có 2 khách thôi nhưng báo cáo thành 5 khách. Ví dụ thế, hay là không đi gặp khách nào cũng báo cáo là đi gặp khách. Thì đấy là cái sự đáng tin cậy. Kể cả mình không đi thì mình cũng nói là mình không đi, hoặc là mình phải nỗ lực. Thì tôi đang nói là cái sự tin cậy ở đây nó không chỉ là với cả khách hàng, mà với đồng nghiệp, với những sale khác, với cấp trên, với chính công ty mà bạn đang phục vụ. Bạn có đồng ý với tôi không ạ? Vâng. Yếu tố thứ 3 đấy là tôi cho rằng là cần phải có một cái sự bình đẳng, sự sòng phẳng trong cái công việc. Sự sòng phẳng ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là ví dụ như trong một cuộc chơi, trong một lần đi ăn, trong một lần liên hoan, hay là mời khách hàng đi dùng bữa, vân vân, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tình huống như vậy, đúng không ạ? Chúng ta nên sòng phẳng, chúng ta nên tránh cái việc là chúng ta bị dị nghị về những cái chuyện là chúng ta tiết kiệm, chúng ta ki bo trong cái việc là tiêu tiền. Tất nhiên chúng ta cũng không nên quá là vung tay, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có một cái sự sòng phẳng, cái sự bình đẳng, và chúng ta nên thảo luận rõ về cái việc đó. Tiền nó rất là nhạy cảm, chúng ta nên thảo luận rõ. Bình đẳng ở đây là bình đẳng cả trong công việc, với đối tác, với đồng nghiệp và với chính khách hàng. Chúng ta không thể nghĩ là chúng ta là cửa trên, chúng ta đang ban ơn cho khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng đang rất cần chúng ta. Không, sự bình đẳng, thuận mua vừa bán. Tôi đánh giá cao cái yếu tố này. Nếu mà một cái sale mà có tố chất như vậy, bạn tôn trọng, bình đẳng với người. Ví dụ như tôi làm sếp chẳng hạn thì tôi cũng không dám nói là nhân viên quý đâu, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn ấy khá là thích tôi bởi vì tôi khá sòng phẳng. Tôi không bao giờ có cái chuyện là ví dụ như là hứa hẹn một cái KPI như thế này, đạt được cái doanh số như vậy, xong lại tìm mọi cách để cắt giảm cái thu nhập của người lao động hay của cái cấp dưới của mình. Không, mình phải đưa ra thông tin thì mình phải bình đẳng và mình phải sòng phẳng. Hay là trong cái việc giao việc thì mình giao cho nhân viên thì mình cũng phải làm, thì người ta mới nhìn gương mình. Các bạn để ý nhé, thì cái kênh ngập sale ở đây là nó có rất nhiều cấp, từ cấp nhân viên cho đến cấp cao. Cho nên là trong cái bài giảng của tôi, trong cái chia sẻ của tôi là nó có đâu đó có cả bóng dáng của những cái người quản lý ở đây, đấy, của những cái người cấp cao ở đây. Bạn phải sòng phẳng, đúng không ạ? Bạn làm sếp người ta thì bạn phải sòng phẳng, bạn phải bình đẳng trong công việc, bình đẳng trong lời nói, và bạn phải làm gương cho người ta thấy, được chưa ạ? Ý thứ tư tôi muốn nói đấy là sự tự hào về nghề nghiệp. Sự tự hào về nghề nghiệp tức là sao? Ở đây thì tức là chúng ta sẽ tự hào về cái nghề sale của chúng ta, tự hào là một cái người bán hàng. Bạn bán hàng cho một công ty X, bạn phải tự hào về công ty X. Bạn bán cái sản phẩm Y, bạn phải tự hào về cái sản phẩm Y đó. Bạn phải tin tưởng vào cái sản phẩm đó. Tất nhiên đấy là một sự tin tưởng thật sự, có minh chứng, chứ không phải một sự tin tưởng mù quáng, đúng không ạ? Bị lừa dối. Và khi bạn bị lừa dối thì bạn sẽ đi lừa dối người khác, đúng không? Đó, thì chúng ta có cái sự tự hào thì chúng ta, khi chúng ta đứng thuyết trình, chúng ta tư vấn, chúng ta trò chuyện với khách hàng, chúng ta rất tự tin. Chúng ta không lo lắng, không cúm núm, không sợ hãi. Đấy, cái sự tự hào là như vậy. Ví dụ như tôi rất tự hào và tôi rất đàng hoàng là có thể chia sẻ những kiến thức của tôi với các anh chị. Bởi vì tôi biết tôi có cái gì, tôi có khả năng thuyết trình như thế nào, tôi có khả năng tư vấn cho các anh chị để giúp các anh chị tăng trưởng doanh số như nào trong bán hàng, đào tạo đội nhóm
bán hàng cho anh chị. Tôi tin tưởng vào điều đó. Tôi đang bán hàng và tôi phải tin tưởng vào điều đó, đúng không ạ? Tôi tự hào về những điều mà tôi đang bán cho khách hàng. Đấy, đấy là sự tự hào về nghề nghiệp, chứ không phải là một sự ảo tưởng. Sự tự hào nó khác với sự ảo tưởng, đúng không ạ? Lúc nào cũng nghĩ mình là bố đời, lúc nào cũng nghĩ mình là bố thiên hạ thì đấy là một sự ảo tưởng. Nhưng mình sự tự hào là người ta hỏi em là sale của công ty này hả? Vâng, đúng, em là sale. Và mình thao thao bất tuyệt, mình nói về công ty, mình nói về tình yêu của mình đối với công ty, mình nói về người sếp của mình, đúng không ạ? Và mình nói về cái văn hóa ở công ty đó, thì đấy chính là sự tự hào về nghề nghiệp. Họ nhìn thấy trong ánh mắt mình, họ nhìn thấy trong suy nghĩ của mình, họ nghe thấy trong lời nói của mình những cái điều tuyệt vời như thế. Họ tin tưởng rằng đây là một công ty đáng để mua hàng, công ty đáng để trao thân gửi phận cho cái việc này, những cái hợp đồng lớn. Đấy chính là cái sự tự hào về nghề nghiệp. Được chưa? Yếu tố thứ 5, đấy là tôi muốn nhấn mạnh về cái sự chia sẻ và làm việc nhóm. Hiện nay trong cái bối cảnh sale hiện đại thì người ta thường phải làm việc nhóm với nhau, team group đấy, đúng không ạ? Người ta thường phải làm nhóm, teamwork. Thế thì cái việc làm việc nhóm ở đây chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải bình đẳng, chúng ta phải thảo luận với nhau, đúng không ạ? Và tôi hay nói đấy là gọi là đi săn theo bầy đấy, chứ không phải là những con sói cô độc. Đi săn theo bầy, đúng không ạ? Ví dụ các bạn tổ chức sự kiện để bán hàng tại hội thảo thì người thì lo quảng cáo, người thì lo landing page, đúng không ạ? Sau khi sự kiện được tổ chức thì người thì làm phông bản, người thì kê bàn kê ghế, người thì đón tiếp khách hàng, người thì thuyết trình, đúng không ạ? Người thì tư vấn. Đó, thì mỗi người một việc, chúng ta khớp vào với nhau để từ đó chúng ta hoàn thành tốt nhất cái sứ mệnh và đem lại những cái giá trị cao nhất cho khách hàng. Và chúng ta tôn trọng nhau, thậm chí chúng ta nhường nhịn nhau một chút. Bởi vì trong quá trình làm việc nó rất có thể xảy ra những xung đột, thì chúng ta nhường nhịn nhau một chút, 9 bỏ làm 10 đi. Còn tất nhiên xung đột chúng ta sẽ phải giải quyết, chúng ta nói chuyện, chúng ta thẳng thắn với nhau. Anh thấy em làm như thế chưa được, và bản thân anh làm như thế này cũng chưa được, anh xin nhận lỗi, anh sai, anh sẽ sửa như thế này như thế kia. Thì như vậy chúng ta chia sẻ công việc, chúng ta làm việc nhóm, chứ không phải là em thế này, em thế khác, em muốn thế này khác. Hiện nay rất nhiều người có cái tôi quá lớn, đúng không ạ? Và không biết hợp tác với những người xung quanh. Đấy, thì điều đó cũng khiến cho cái việc là làm việc cũng trở nên khó khăn. Hoặc là trong một công ty mà có rất nhiều ban bệ, bộ phận, thì bạn cũng cần phải quan hệ thân thiết với tất cả các bộ phận để bạn gây ấn tượng tốt. Bạn phải biết bán bản thân của mình như tôi đã nói trong phần trước, đúng không ạ? Định vị thương hiệu. Thứ hai nữa là cái sự công việc trong công ty, bạn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ rất nhiều. Thì đó chính là tôi nói về cái yếu tố gọi là chia sẻ và làm việc nhóm. Cái yếu tố thứ 6 đó chính là cái tư duy dám làm, dám chịu. Vâng, mình nói một lời là mình phải giữ lời, mình nói là mình làm là mình phải làm, mình làm được là mình làm được, mà mình làm không được thì mình phải chịu, đúng không ạ? Chứ không phải là rất nhiều người là hay có tư duy đổ lỗi. Em làm sai cái này là do hôm đấy mưa, hôm đấy em quên, rồi thế này thế khác. Rất nhiều tư duy đổ lỗi mà không nhận lỗi về mình. Đấy. Tất nhiên nó vẫn sẽ có những lỗi khách quan, nhưng về cơ bản nó là ở cái tư duy là dám nhận lỗi. Đấy, dám làm, dám chịu. Thế thì chúng ta phải thể hiện trong từng tư duy, trong từng lời nói, trong từng hành động, chúng ta là người dám làm, dám chịu, chứ không phải chúng ta không dám nhận cái việc đó. Bởi vì trong quá trình làm kinh doanh, trong quá trình bán hàng, rất có thể khách hàng sẽ phàn nàn với sếp của bạn về việc là sale này, sale A, sale B này nói như thế này sai, nói như thế kia sai, tư vấn cho tôi không đúng. Thế thì lúc đó mình phải lắng nghe, mình xem vấn đề ở đâu, và mình xin lỗi khách hàng, và mình trao đổi với công ty, chứ không phải là mình sừng cổ lên nói khách hàng như thế này, em không phải thế đâu, đúng không ạ? Khách hàng luôn đúng. Tất nhiên là tôi cũng có những cái lỗi lầm, tôi cũng có những cái sai lầm đó. Ví dụ như là trong một lần tư vấn thì đâu đó khách hàng nghe nhầm cái mức giá, và sau đó khách hàng phàn nàn với sếp rằng là, tức là tổng giám đốc rằng là có một cái anh ấy tư vấn, anh ấy chẳng hiểu gì về sản phẩm, anh ấy nói sai cả giá. Nhưng thực tế thì tôi không hề nói sai về giá, và tôi cũng không tranh luận với khách hàng, mà tôi nói là vâng thì em xin lỗi và em sẽ xin ghi nhận cái thông tin này, em sẽ cố gắng, em chị thông cảm giúp.
Nhưng với công ty thì mình cũng sẽ nhận lỗi, là lỗi của mình ở đây là gì? Là mình đã làm cho khách hàng hiểu sai, đấy là cái lỗi. Còn mình thực sự không có lỗi trong trường hợp này, theo cách mà mình đã không nói như thế, có thể khách hàng đã nghe sai, thì mình không nhận cái lỗi đấy về. Đấy, thì đó chính là cái gọi là dám làm, dám chịu. Cái gì mình làm đúng thì mình nói là đúng, cái gì mình làm sai thì mình nói là sai. Chứ mình không việc gì mình phải sợ hãi cái chuyện đó cả. Rồi thì lúc nào cũng đổ lỗi cho thằng khác, cho người khác, do thế này, do thế khác, đúng không? Tiếp tục, đó chính là cái tố chất về sự nhạy cảm. Một người làm bán hàng, một người làm sale, một người làm kinh doanh phải có sự nhạy cảm. Nhạy cảm về thời vụ, nhạy cảm về thương trường, nhạy cảm về thị trường, nhạy cảm về tính thời điểm, đúng không ạ? Nhạy cảm về đồng nghiệp, đấy, nhạy cảm với nhu cầu của khách hàng. Mình thấy khách hàng nói như thế này, mình hiểu ngay vấn đề là gì. Đấy, mình tư vấn cho khách hàng để nó chuẩn hơn, tốt hơn, đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như vậy. Hoặc là mình nhạy cảm về tính mùa vụ. À, bây giờ nó đang rất là lạnh thì cái áo rét dày nó sẽ là bán chạy, mình nhập ngay về. Đấy, thì đấy gọi là cái nhạy cảm về sự mùa vụ. Hay là theo xu hướng, à ví dụ bây giờ đồng tiền ảo nó đang lên rất nhanh, mình hãy nghiên cứu và mình xem là mình có nên đầu tư hay không. Đó chính là cái sự nhạy cảm. Làm sale cũng không nhất thiết là chúng ta phải bán. Chúng ta nhìn thấy vấn đề thì chúng ta sẽ bán rất dễ, đúng không ạ? Vì lúc đó là khách hàng thực sự cần chúng ta, chứ không phải là chúng ta phải đi tìm khách hàng. Vâng. Tiếp tục, đấy là chúng ta phải có một cái tố chất, đấy là phải có tư duy tích cực. Tư duy tích cực tức là sao? Tức là chúng ta luôn luôn là nghĩ tốt cho người khác, nghĩ đẹp cho người khác, luôn luôn là gì ạ? Nhận lỗi về bản thân mình và tìm ra con đường để sửa chữa. Chúng ta tích cực, chúng ta nâng cao cái ý chí của chúng ta lên, chúng ta rèn luyện, đúng không ạ? Chúng ta không bị gọi là down tinh thần, không bị xuống. Ví dụ như là sale thì rất nhiều người là khách hàng chê một cái bắt đầu nó buồn khổ, rồi khách hàng từ chối là bắt đầu mặt mày căng thẳng, rồi KPI không đạt được, rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Thì luôn luôn trong đầu chúng ta phải có những cái tư duy tích cực. Chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được. Chúng ta nghĩ trong đầu và chúng ta tự nhủ bản thân rằng chúng ta sẽ làm được, thì cơ hội làm được chúng ta sẽ làm rất cao. Cái tư duy tích cực đấy nó chính là một dạng động lực. Chúng ta không bao giờ than phiền, chúng ta không bao giờ đổ lỗi, chúng ta không bao giờ khóc lóc, đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ sợ hãi. Đấy. Tất nhiên chúng ta sẽ có những cái khoảng không gian riêng tư để chúng ta suy nghĩ về cái chuyện đó. Ai cũng có cái nỗi buồn của riêng mình chứ không phải không, đúng không? Thế nhưng mà cái tư duy tích cực là gì? Tặc lưỡi một cái, rồi ngày mai sẽ tốt hơn, mình sẽ cần phải làm thế này, đúng không ạ? Tìm hiểu vấn đề ở đâu để làm, chứ không đổ lỗi, chứ không khóc lóc, ỉ ôi, đúng không ạ? Đau tinh thần. Bởi vì nhất là những người làm sale, những người làm sếp, những người làm manager, thì người đó đau tinh thần thì nhân viên còn đau nữa, đúng không ạ? Hãy tích cực, hãy động viên họ. Bản thân mình cũng là một người tích cực và mình cũng tích cực đi động viên những người khác để họ tích cực hơn. Mình truyền cảm hứng, mình truyền động lực cho họ, đúng không ạ? Vâng, ok, tạm thế đã. Ta sẽ chia tiếp cái phần tố chất tiếp theo để cho cái bài học nó đỡ dài nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.